nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ quản lý giáo viên mầm non trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng môi trường học đường xanh, an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Từ đầu tháng 1 năm 2024, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo các địa phương tổ chức hội thi xây dựng môi trường nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non. Qua hội thi, các huyện, thị xã, thành phố đã chọn 26 trường mầm non tiêu biểu tham dự hội thi cấp tỉnh. Sau một tuần diễn ra, ban tổ chức đã trao giải nhất cho 3 trường, trao giải nhì cho 11 trường và 13 trường đạt giải 3. Hội thi xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non, chấm điểm trên các tiêu chí, môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục, quy trình chế biến thức ăn, video giới thiệu nhà trường. Tham gia hội thi, các trường mầm non sẽ cải thiện môi trường và các góc hoạt động, góc sinh hoạt đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trong đó, góc chơi ngoài sân được phân bổ rõ ràng giữa khu vui chơi vận động, luyện tập thể thao với khu khám phá các kiến thức về môi trường, cảnh vật. Khu vực bếp đảm bảo tiêu chuẩn bếp ăn một chiều, chế biến thức ăn đủ định lượng, màu sắc đẹp, thực đơn phong phú. Giáo viên các trường phải vận dụng phương pháp STEAM, phát triển chương trình âm nhạc đa văn hóa, tổ chức hoạt động giáo dục nhẹ nhàng, gần gũi trẻ, tăng cường tính chủ động, tích cực, sáng tạo của trẻ, đảm bảo học bằng chơi, chơi bằng học. Chúng ta đến trường mầm non thì chúng ta sẽ thấy trường mầm non xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, đặc biệt là các con được tự do dưới sự định hướng của giáo viên để khai thác các cái học liệu mà nhà nước, nhân dân cũng như là các cô lập nên. Cùng đạt giải nhất trong hội thi, ba trường mầm non Hương Sen, phường 10, thành phố Vũng Tàu và Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa đã chọn lựa những món ăn ngon phù hợp giúp cho thực đơn hàng ngày của trẻ đa dạng phong phú. Phân công giáo viên trực mỗi ngày vào giờ ăn để kiểm tra, giới thiệu, theo dõi sở thích, khẩu phần ăn của trẻ để thay đổi, điều chỉnh phù hợp. Cùng với đó, trong các hoạt động giáo dục, giáo viên dạy cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết như gấp quần áo, gối, mền, tự lấy, tự cất đồ dùng học tập, đồ chơi, khích lệ, động viên trẻ mạnh dạn phát biểu, rèn luyện ngôn ngữ lưu loát. Hội thi đã đem đến cho một đội ngũ của chúng tôi có một cái cơ hội để cải tạo về môi trường, cải tạo về những cái hoạt động cũng như cơ sở vật chất và những cái môi trường mà thực tế nhất hiện nay để cho trẻ vừa học vừa trải nghiệm, dùng các cái góc chơi ở ngoài, các cái khu chơi ở ngoài và giúp cho trẻ được trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và trẻ được khám phá, được học tập, được giao lưu giữa các bạn với nhau để giúp cho trẻ có một cái môi trường, một cái sân chơi thật là bổ ích. Xây dựng tất cả các hoạt động thì chúng tôi luôn quan tâm đến việc đặt vai trò của đứa trẻ lên trên hết. Theo ban tổ chức hội thi, 100% trường mầm non tham gia đều đạt từ 85 điểm trở lên. Các trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa để tạo điều kiện cho trẻ được học tập trong môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, gần gũi, an toàn. Các giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học hiệu quả. Nội dung kiến thức cung cấp cho trẻ phù hợp với chủ đề, độ tuổi, lồng ghép tích hợp nhẹ nhàng, phân bổ thời gian hợp lý, giúp trẻ phát huy tích cực các sở trường, năng khiếu của bản thân.